Theo thông tin từ báo tin tức, khoảng 4 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2024, tại căn nhà địa chỉ số 88 ngõ 379 đường Dương Tự Minh, thuộc tổ 3 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra một vụ cháy khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, căn nhà bị cháy cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 100m² một sàn. Do chị NTH, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, mua để ở và làm văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Bồ Đề, chuyên kinh doanh online sản phẩm vòng tay và hương trầm. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người, gồm chị NTH và anh AMS, quốc tịch Ấn Độ, là chồng chị H, cùng 4 người khác là người giúp việc, con cháu chị H. Sau khi vụ cháy xảy ra, 4 người ở tầng 1 đã thoát được ra ngoài, còn chị NTH và anh AMS mắc kẹt tại tầng 2 căn nhà. Khoảng 4 giờ 15 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Đến khoảng 4 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa được chị NTH và anh AMS ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhưng đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.